Hello các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục hành trình xuyên Việt của mình ha. Ngày hôm nay mình sẽ di chuyển khỏi Bình Định, sau đó mình qua địa phận Quảng Ngãi, Quảng Nam. Và điểm đến của ngày hôm nay của mình đó chính là thành phố Tam Kỳ. Mình sẽ ghé thăm một nhà bà con ở lại đây một đêm. Và sau một đêm ở Tam Kỳ thì ngày hôm sau mình sẽ ghé Quế Sơn, Quảng Nam. Và điểm đến của mình là ở Hội An, vì Hội An là vợ mình chưa có đi Hội An bao giờ, cho nên mình sẽ ghé lại Hội An mình ở một đêm. Mời các bạn cùng xem hành trình của hai vợ chồng mình trong cái video ngày hôm nay ha. Đầu tiên là mình đang trên đường rời khỏi Quy Nhơn, Bình Định. Đây là một trong những cây cầu nổi tiếng của Bình Định nè. Nếu mà các bạn nào đã đi qua địa phận của Bình Định thì chắc chắn là sẽ biết cây cầu này. Cây cầu này rất là dài luôn. Và sáng nay như lịch trình mình đã nói hôm qua thì sáng ngày hôm nay mình đã đi thăm mộ của cố thi sĩ Hàn Mặc Tử, rồi có tham quan bãi biển Kỳ Co gì đó. Thì nói chung là ở bãi biển ở Quy Nhơn thì khá là đẹp. Rồi những con đường hay là những món ăn ở Quy Nhơn cũng rất là đặc sắc. Mình đã được ăn bún, rồi nói chung là sáng nay ăn nhiều mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà chưa được thưởng thức rượu Bình Định, tại vì mình không có người quen ở Bình Định. Nếu mà có người quen ở Bình Định thì mình sẽ ở lại một đêm, thì sau đó mình sẽ được thưởng thức những món ăn dân dã hoặc là được uống rượu của Bình Định nổi tiếng. Thì sáng hôm nay mình rời khỏi Bình Định thì mình mục tiêu của mình là sẽ đến với Tam Kỳ. Thì hành trình ngày hôm nay cũng khá dài, mình sẽ đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi, rồi sau đó mình mới ghé Tam Kỳ. Ở Tam Kỳ thì mình có hẹn với một số anh em hội xe Rít Tông, thì thấy anh em cũng rất là nhiệt tình, cũng chào đón mình, thì mình sẽ ghé ở đây. Rồi trong cái video ngày hôm nay nó khá là dài, vì vậy Hồng sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm khi đi xuyên Việt, đó chính là những cái vật dụng cần thiết mà khi các bạn đi xuyên Việt thì các bạn cần đem theo những vật dụng nào. Thì những cái clip trước các bạn có thấy nguyên một cái đống đồ mà Hồng soạn ra để chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt của mình thì khá là nhiều, vì con xe Hồng chọn nó cũng khá to và nó có thể chở được rất là nhiều đồ, vì mình gắn full 3 thùng nhôm, với lại mình chở thêm đồ trên nắp thùng nhôm nữa thì cũng khá là nhiều đấy. Thì mình chia sẻ sơ sơ cho các bạn ha. Ngoài cái video clip đầu tiên, trước cái video clip này này Hồng chia sẻ các bạn là đi xuyên Việt thì chúng ta cần bao nhiêu tiền, thì hôm nay Hồng sẽ chia sẻ cái chuyến đi của mình thì đi xuyên Việt cần chuẩn bị những cái gì và những vật dụng gì cần thiết trong một chuyến đi. Thì ngoài tiền và một con xe phù hợp để cho chuyến đi của mình thì hôm nay Hồng chia sẻ cho các bạn là những cái vật dụng cần thiết nữa. Thì ngoài ra chúng ta sẽ có một số cái vật dụng cơ bản như thế này, là đầu tiên là xe và tiền, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ tới là phải có bảo hộ, vì đồ bảo hộ đi xa nó rất là quan trọng, là chúng ta nên chọn những cái đồ bảo hộ cũng gọn nhẹ và cái tính an toàn vừa đủ cho chuyến đi của chúng ta là được, mình cũng không chạy tốc độ quá cao. Rồi thứ hai nữa là Hồng có đem theo nhớt, vì Hồng nghĩ ở các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc thì cũng khả năng là thay nhớt thì cũng khó khăn, vì vậy mình nên chuẩn bị nhớt theo luôn. Về đem theo nhớt thì tất nhiên là mình sẽ chuẩn bị thêm một ít đồ nghề cần thiết, ví dụ như xe này Hồng đã làm lại thành là xe không có ruột, cho nên Hồng sẽ chuẩn bị một bộ vá lụi dạng đinh nắm của cái lốc cái shop gì shop and go gì nó bán đó, thì cái bộ đó cũng tiện dụng, với lại một cái máy bơm cầm tay, một cái máy bơm điện thì nó rất là nhỏ gọn, thì chúng ta có thể đem theo một bộ vá lụi và một cái máy bơm điện thì rất là gọn ha, khi mà chúng ta lủng bánh xe giữa đường mà không
được. Đối với Hồng thì xử lý như vá bánh xe của những cái xe này thì bình thường, mình làm được hết, không có vấn đề gì cả. Rồi cái đó là mình nói về cái xe nha. Thứ hai nữa là những thiết bị khi Hồng cầm đi trong chuyến đi này thì Hồng sẽ chuẩn bị một cái GoPro mình gắn trên nón bảo hiểm, mình gắn ở cầm nón bảo hiểm. Thứ hai nữa là một chiếc máy ảnh nhỏ gọn. Thì mình đi chủ yếu là mình check in rồi mình sống ảo, với lại mình cũng tham quan các cảnh đẹp đó đây ở quê hương mình, thì mình nên chuẩn bị một chiếc máy ảnh. Nếu mà ai có điện thoại xịn sò thì mình có thể chụp bằng điện thoại xịn sò cũng được. Với lại mình đi hai vợ chồng á, mình không có cái điều kiện mà đi đông để chụp, mà nhờ người ta chụp giùm á, thì mình chuẩn bị một cái chân máy mini nhỏ thôi, dành để chụp bằng điện thoại. Và nếu mà có điều kiện thì các bạn có thể đem theo Flycam, vì Flycam nó rất là quan trọng ở cái chỗ này. Vì khi các bạn đi tới Đông Bắc và Tây Bắc á, cái địa hình và cái những cung đường ở ngoài đó nó rất là quanh co, rất là đẹp, rồi những cái ruộng bậc thang đồ nó đẹp, mà các bạn không có Flycam á thì không thể nào diễn tả hết được cái cảnh đẹp ở ngoài đó. Vì mình mắt mình nhìn thấy nó đẹp rồi, mà mình kể cho người ta nghe thì nó không có đẹp. Mắt mình chỉ nhìn được 50% thôi, mà mắt mình á là cái cảm nhận 100% của mình là đẹp thì là đẹp luôn, nhưng mà khi mình kể cho người ta thì người ta chỉ tưởng tượng nó được khoảng 50% thôi. Mà nếu các bạn có Flycam nữa thì cái tỷ lệ nó tăng lên khoảng được 70-80% về cái cảnh đẹp đó, nó rất là đẹp. Nếu mà các bạn có điều kiện nên chuẩn bị một cái Flycam, thì chúng ta có thể xài những cái Flycam nhỏ thôi, Mavic Mini hoặc là Mavic E2, không thì xài Mavic Pro 1 thì cũng khá là ok cho chuyến đi, cũng không đến nỗi là quá kém. Con này kháng gió cũng khá là ok. Rồi điện thoại á, thì Hồng sẽ đem hai cái điện thoại, một cái là để xử lý công việc, một cái là mình để làm, mình để lưu trữ video, hoặc là mình quay khi mà cái GoPro mình nó không quay được thì mình quay bằng điện thoại. Rồi cái thứ ba nữa là cái sạc dự phòng, thì các bạn phải có cái sạc dự phòng. Mình đang nói về thiết bị thì mình phải có sạc dự phòng, dây sạc điện thoại rồi các thứ. Rồi bây giờ mình qua cái cá nhân thì mình đồ đạc á, thì mình sẽ Hồng đem là năm bộ đồ, nhưng mà đồ của Hồng là đồ Hồng lựa những cái bộ đồ là gọn nhẹ và tiện dụng, như quần thì nhiều, túi mình có thể chứa được nhiều đồ. Thứ hai nữa áo, rồi áo khoác, áo thun, thì những cái vật liệu mà nó nhanh khô, tại vì mình di chuyển liên tục, mình cũng không có thời gian ở lại nhiều, cho nên mình phải chọn cái áo quần nào mà nó nhanh khô á. Khi mà mình giặt xong mình phơi qua một đêm thì nó khô rồi, sáng mai mình di chuyển đó, nó nhẹ nhàng cái xe mình mà mình không phải bị ẩm rồi nó hôi áo quần mình nữa, thì cái đó là một cái nó rất là quan trọng. Rồi mình đồ bảo hộ thì mình không nhất thiết mà mình phải mang giày bảo hộ, mình nên lựa chọn cho mình một đôi giày cổ cao để khi mà có xảy ra va quẹt gì đó thì nó bảo vệ cái cổ chân của mình ha. Rồi mình có thể đem theo một đôi giày thường hoặc là một đôi dép, để có thể tới đó mình có thể đi tham quan những cái địa điểm, hoặc là mình đi khám phá những cái địa điểm mà mình không cần phải mang đồ quá cầu kỳ á, thì mình có thể thay thế bằng một đôi dép. Rồi ở trong chuyến đi này Hồng có mang theo lều nữa, một cái lều nhỏ với lại hai cái nệm hơi, tại vì mình dự trù là có nhiều khi mình lên Tây Bắc Đông Bắc mà cái điều kiện ăn ngủ nó khó khăn quá thì mình có thể xin ngủ nhờ, rồi mình cắm trại, mình có thể dựng cái lều mình đó, mình xin ngủ qua đêm. Thì cái đó là cái dự trù mình thôi. Nói chung là xe mình chở được nhiều rồi nên mình cứ mang theo. Rồi cái một cái nữa là mình có đem thêm một cái laptop nhỏ nữa, một cái MacBook nhỏ nữa, để mình xử lý video luôn. Rồi mình, ví dụ như mình quay tới đâu là mình làm video tới đó luôn, hoặc là mình đăng hình ảnh này kia đó, thì nó cũng khá là cồng kềnh và nặng. Rồi ngoài ra thì mình có thể đem theo thuốc nè, thuốc hướng nhức đầu này kia, mình nên chuẩn bị một ít. Nói chung là không sử dụng tới nhưng mà thật ra nó cũng cần thiết cho chuyến đi của mình. Rồi Hồng có mang theo một ít lương khô nữa,
tại vì mình thấy nhiều cái mình di chuyển nó lố giờ cơm hay này kia thì mình ngại cái vấn đề đau bao tử đó, thì mình nên lót dạ bằng cái lương khô cho nó nhẹ nhẹ rồi mình kiếm chỗ mình ăn thì nó cũng bình thường thôi. Cái này mình xác định là nhiều khi những cái cung đường mà mình kiếm những cái quán ăn mà phù hợp với mình thì, hoặc là nhiều khi kiếm không ra nữa, mình phải chờ đợi nó quá giờ trưa, mình đau bụng, mình đau bao tử, mình nên chuẩn bị cái lương khô. Còn các tùy các bạn muốn đem hay không đem thì cái đó nó cũng không quan trọng đó. Rồi áo mưa thì phải có 2 quả áo mưa, tại vì mình di chuyển trong mùa này là đang là cũng là mùa mưa, thành ra là mình nên thủ sẵn 2 bộ áo mưa bộ áo mưa bộ nha. Áo mưa bộ là mình dễ mang rồi mình lái xe nó an toàn hơn. Rồi nói chung là còn nhiều thứ, Hồng cũng đem mấy thứ linh tinh lắm, nhưng mà mình sẽ liệt kê cho các bạn thì nhiêu đó thôi, những cái cần thiết thôi. Còn lại mình thấy là chủ yếu là mình mang tiền, có tiền thì mình thiếu cái gì mình mua lai rai ở dọc đường cũng được, không có đến nỗi mà không không đến nỗi là mình chở quá nhiều thứ, tại cái nào cũng cần thiết hết, nhưng mà mình nên thật sự lựa chọn những cái thật sự cần thiết thôi. Thì hồi nãy mình di chuyển, mình quay trở lại với cái video mà mình đang di chuyển đây ha. Thì mình vừa di chuyển ở Tam Kỳ, thì mình ngủ lại một đêm ở Tam Kỳ, thì sáng nay nè hai vợ chồng mình sẽ di chuyển ra Quế Sơn và bắt đầu là mình sẽ ghé Hội An. Rồi mình ghé Hội An, mình sẽ ở lại Hội An một đêm, sau đó là mình sẽ tiếp tục di chuyển ra Đà Nẵng và Huế và Quảng Trị. Đây thì tối hôm nay mình sẽ tham quan một vòng ở Hội An. Đó, Hội An thì về đêm nó rất là đẹp. Thì những cái clip tiếp theo á, Hồng sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cung đường hoặc là những cái cách mà các bạn nhận biết khi có cảnh sát giao thông phía trước, hoặc là làm thế nào để xử lý trục trặc của xe một cách an toàn. Rồi nhiều cái kinh nghiệm để mình đi xuyên Việt lắm. Thì mình sẽ gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của mình với những cung đường tiếp theo ra ngoài Bắc và Tây Bắc, Đông Bắc nữa. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ha. Xin chào, hẹn gặp lại.